Xin chào các bạn nhỏ, các bạn có biết loài chim nào có tên là mèo nhưng không phải là con mèo không? 3, 2, 1, đúng rồi, đó là bạn... À, tôi chính là cú mèo, với đôi mắt sáng như sao. Các bạn có thấy mình đáng yêu không nào? Wow, các bạn nhỏ nhìn xem, bạn cú mèo có đôi mắt to chứ kìa. Mắt của mình không những to mà còn sáng nữa đấy. Mình không cần phải đeo kính hay dùng đèn pin mà vẫn nhìn rõ trong bóng tối đấy nha. Các bạn nhỏ có biết không, tai của cú mèo rất thính đấy. Vì vậy bạn ấy sẽ nghe được tiếng của con mồi và bắt đầu đi săn. Wow, bạn ấy quả thật là một thợ săn rất giỏi. Mình chính là một người bạn âm thầm của con người. Mình luôn giúp mọi người tiêu diệt các loài côn trùng và chuột gây hại. Các bạn có nhận thấy cú mèo hay xoay cái đầu của mình không? Là vì bạn ấy không thể xoay đôi mắt của mình để nhìn như chúng ta, nên bạn ấy phải xoay đầu của mình để nhìn mọi hướng đấy các bạn ạ. Bạn nhỏ đang xem có đang thắc mắc rằng cú mèo có ngủ không ta? Hi, trời sáng rồi, nên mình sẽ đi ngủ đây. Bye bye. À, thì ra bạn ấy ngủ vào ban ngày á mà. Chúng ta hãy cùng nhau chúc cú mèo ngủ ngon nào. Các bạn nhỏ có thấy bạn cú mèo rất giỏi không nào? Các bạn nhỏ nên ăn nhiều rau củ, đặc biệt là cà rốt để có đôi mắt sáng như cú mèo nha. Hơn nữa, các bạn nhỏ nên ngồi cách xa màn hình khi xem phim để tránh bị cận nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon nè. Hẹn gặp lại các bạn ở tập phim tiếp theo nha. Bye bye.